thổi hết luôn, thổi hết cân đi. Ba cái đồ quỷ này cấp ba hết trơn hết rồi. Sân thượng thì bị nứt thấm, mà cái đợt chống thấm trước á tét lên mà bây giờ nó cốc ra hết trơn hết trọi rồi. Nguyễn Duy là nhức đầu với cái sân thượng nhà mình luôn, đã chống thấm 2-3 lần à, mà nhà nào thì khi thi công rồi thời gian nó cũng nứt này nứt nọ, nó nứt nó xé luôn mấy cái lớp chống thấm này ra, nó thấm xuống dưới cái trần thạch cao hang, cái chỗ mà cái cây văn màng nè nhiễu nước giọt giọt, phải kê cái thau vô hứng luôn, bể lủng lỗ vài bữa nữa nó xuất cái này ra rớt cái cây văn màng vô đầu luôn. Trong quá trình đó nghiên cứu lòi ra cái di thành 01 này, một hũ này đổ vô, xong rồi dùng chính cái hũ này để mà mình lường xi măng. Rồi xong, dùng hết cái xi măng này đổ vô đây luôn, 1/4 nước bình thường chế vô đây luôn, khuấy cái hỗn hợp này lên. Là gọi cho anh Trung mua, qua cái quá trình trao đổi hỏi cái cách kỹ thuật làm á thì ổng mới nói rằng là nếu mà anh làm mà thấy được á thì quay phim luôn, được thù lao cộng. Khoái quá tự nhiên, mình xử lý nhà mình mà mình còn được làm video nữa. À, công ty Di Thành đó công nghệ Nhật, nhựa acrylic mà pha với xi măng. Đó, mà đặc biệt cái hay của anh là nó có cái lưới Di Thành của ảnh sáng tạo ra luôn, chứ không phải là cái chảy mùng nha. Đắp lên như vậy, cái nước này nè, theo cái lời của anh nói á là nó xé tới đâu thì cái lưới nó đắp vô thì coi như nó giãn ra luôn. 1 ký tức là 1 lít hộp này là 190, cái lưới này 14.000 một mét vuông, thêm 2.000 bạc xi măng nữa. Còn dụng cụ thì đơn giản, xài con lăn cũng được, xài cái cọ cũng được, quét vô một cái đẩy chẹt đè lên vậy thôi. 190 quét được 2 mét vuông sàn hoặc là 3 mét vuông tường, để cái lưới lên lấy cọ quét 2-3 lớp mỏng hoặc là lấy con lăn nè lăn vô vậy, xong tới 15-30 phút gì nó khô, muốn sơn lại nó thẩm mỹ thì sơn, còn không sơn cứ để nguyên nó như vậy, quét vô như vậy. Ơi, phụ nữ hay là trẻ em gì làm cũng được. Với mấy cái góc tường như vậy nè, gần mấy cái chỗ rỉ ở dưới nó đóng rong rêu ở dưới trần luôn, cho nên là mình sẽ ép cái phần lưới này nè bo vô liếp góc này luôn. Với những cái mí nối giữa tường với ton nè thì ngày xưa tới giờ là xài cái tè bằng ton dày nhẽo giọt 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 luôn. Bây giờ với cái lưới Di Sành nè ụp lên quét qua 2-3 lớp mỏng vậy thì một hộp Di Sành 01 190.000 quét được 2-3 mét vuông. Những anh em làm chống thấm, đại lý, nhà phân phối hoặc là khách lẻ mua như Nguyễn Duy có quan tâm thì cứ gọi cho anh Trung 0943 034343. Nguyễn Duy này là mua trực tiếp về xài, sẵn tiện hỏi kỹ thuật cái anh Trung ảnh nhờ trả thù lao công quay phim một chút để mà đưa lên giới thiệu cho anh chị. Thì 0903644679 số của Nguyễn Duy, ai có sản phẩm hay độc lạ gì cần review gọi Nguyễn Duy số đó đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyên Duy.